Ngày 23 tháng 10, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết đã nhận được báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Quảng Nam liên quan đến ca bệnh Whitmore hay còn gọi là vi khuẩn ăn thịt người. Trước đó, trưa ngày 11 tháng 10, Bệnh viện Đa khoa Tâm trí tiếp nhận bệnh nhân nữ tên TV, sinh năm 1976, trú tại xã Quý Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, vào cấp cứu trong tình trạng sốt cao, khó thở, mệt mỏi, thở gắng sức. Sau khi được xử trí cấp cứu, bệnh nhân được chẩn đoán bị viêm phổi nặng, theo dõi nhiễm khuẩn huyết, bệnh kèm theo đái tháo đường tiếp 1, bỏ điều trị khoảng 1 năm, biến chứng suy hô hấp cấp, tăng đường máu cấp. Tuy nhiên, đến 16 giờ 45 phút ngày 11 tháng 10, do tình trạng diễn biến xấu, tiên lượng nặng, nên bệnh nhân được hội chẩn và thống nhất chuyển Bệnh viện Đà Nẵng điều trị tiếp. Tuy nhiên, bệnh nhân đã tử vong sau đó. Đến ngày 14 tháng 10, Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Quảng Nam nhận được kết quả cấy máu và cấy đàm của bệnh nhân TV, gửi về với kết quả bệnh nhân nhiễm vi khuẩn Mucolaria pseudomallei là loại gây ra bệnh Whitmore.